Theo thống kê của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an, năm 2023, tổng số tiền người dân bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên mạng lên tới khoảng 8.000 đến 10.000 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với năm 2022. Trước tình hình tội phạm công nghệ gia tăng, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia dự kiến sẽ ra mắt phần mềm phòng chống lừa đảo dành cho người dân cài trên điện thoại thông minh vào tháng 7 năm nay.